Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube cũng như là kênh TikTok của Hoàng Thống Mô Tô. Trước mặt các bác đây là chiếc mô tô điện MSX điện. Đây. Với thông số động cơ là 1K6 1K5. Động cơ 1K5, tốc độ tối đa là chỉ có 70 km/h thôi nha. Nếu mà các bác có lựa chọn gói pin thì giá khác, và gói động gói, gói dùng bình thì giá khác. Giá bình hiện tại là 30 triệu nhé các bạn nhé. Bình 35A, bình 35A, bình 35A. Nếu gói pin thì có thể bạn có thể tự độ, hoặc là mình độ theo gói pin thì giá nó sẽ khác nhé.